có ly nước trước mặt mình chưa ạ? Vậy nhiên chị đã có cho mình cái ly nước trước mặt rồi thì giơ lên cho Phương thấy đi ạ. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện cái thói quen, đó là thói quen của người thành công. Tuyệt vời ha, rất là tuyệt vời các anh chị. Đây, bây giờ thì trước khi mà bước chuyển qua cái chương trình là Phương sẽ hướng dẫn cái sơ qua cái bức tranh 6 tháng cho các anh chị nắm rõ để chúng ta làm luôn. Thì trong quá trình mà các anh chị làm bức tranh 30 ngày á, các anh chị có thắc mắc gì không ạ? Chúng ta có thể hỏi ha, nếu mà anh chị có đang có những cái thắc mắc gì á thì chúng ta có thể hỏi lên để mà Phương hỗ trợ ha. Những anh chị nào mà gọi là mới hoàn toàn luôn, lần đầu tiên biết tới Phương và lần đầu tiên biết bước vào cái buổi Zoom ngày hôm nay thì comment số 1 nhé. Lúc nãy là Phương thấy có anh chị gì đó comment, anh Nguyễn Bàn, chị Trang Nguyễn, chị Vũ Phượng, lần đầu tiên bước vào Zoom hả? Ok ạ. Rồi, chị Đặng Thị Sang, rồi chị Diễm ha. Cũng khá là nhiều các anh chị mới lần đầu tiên biết tới Zoom. Rồi, chào chị Đỗ Hồng, chị Hương Thùy, tuyệt vời quá các anh chị. Rồi, cả nhà ơi, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật là tuyệt vời, nồng nhiệt để chào đón những anh chị mới đến với cái buổi Zoom của chúng ta. Rồi, tất cả những anh chị mới thì sẽ được trưởng nhóm của mình sẽ hỗ trợ những cái bước ứng dụng, từ những cái bước căn bản nhất để cho chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn cho đạt hiệu quả. Dạ chính xác rồi, cho đạt hiệu quả ha. Nên là trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì giống như đã hẹn các anh chị thì Phương sẽ sửa luôn bức tranh. Các anh chị đã có cho mình bức tranh 30 ngày rồi. Và hôm trước là Phương cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Cái bức tranh 30 ngày mà chúng ta không có nữa thì chúng ta chưa dễ để ứng dụng luật hấp dẫn. Bởi vì chúng ta đâu có biết chúng ta ứng dụng để làm gì đâu. Đúng không ạ? Mình phải có đích đến các anh chị. Nên là làm gì thì làm, học gì thì học. Phải có mục tiêu và phải có đích đến thì cái công sức, cái thời gian mình bỏ ra nó mới có giá trị được. Và cái bức tranh nó rất là quan trọng luôn. Giống như hôm trước Phương chia sẻ và tất cả mọi cái mục tiêu của Phương, Phương đều làm bức tranh hết các anh chị. Những cái mục tiêu nào mà Phương cảm thấy Phương khao khát, Phương muốn có liền á, Phương sẽ làm bức tranh và Phương làm bài thôi miên. Dạ, anh Nguyễn Bàn. Anh Nguyễn Bàn thì sẽ nhắn cho cái người bạn hỗ trợ của mình, được không ạ? Trong nhóm ha, để hướng dẫn những cái quy trình. Chúng ta sẽ có những cái quy trình này các anh chị. Những cái quy trình mà chúng ta lưu ý sẽ làm và để có hiệu quả nhanh nhất là quy trình vào lúc buổi sáng sớm. Buổi sáng sớm là quy trình ứng dụng luật hấp dẫn, quy trình hút năng lượng của vũ trụ vào lúc sáng sớm chúng ta làm cùng đội nhóm. Là quy trình đó là quy trình năng lượng đỉnh cao của thầy Tony Robbins. Và để mà các anh chị hiểu rõ hơn cái quy trình này, hôm trước Phương cũng có hướng dẫn trong một cái video. Các anh chị cũng có thể là nhắn qua cho Phương hoặc nhắn lên trên nhóm, Phương sẽ gửi lại cái video đó để anh chị ứng dụng, hiểu và ứng dụng tại sao cần phải làm quy trình đó. Thầy Tony Robbins hướng dẫn rất cụ thể và các anh chị để Phương có kết quả rất là lớn á, thì Phương thực hành nghiêm túc cái quy trình buổi sáng. Và một cái quy trình tuyệt vời nữa đó là quy trình buổi tối, quy trình đặt hàng vũ trụ buổi tối. Là sao các anh chị biết mà? Các anh chị ngày trước á, Phương đâu có gì trong tay đâu, nhưng mà bây giờ là biết cái gì là có cái đó nha. Quy trình buổi tối mà các anh chị chưa có nắm được thì nó rất là phí khi mà chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn. Đó. Là sao? Giống như các anh chị hay cứ ghi cái câu là gì, có nhiều anh chị ứng dụng rất là giỏi luôn. Ghi xuống là gì? Ngày trước là trước khi tới với câu lạc bộ là vắng tay nhà cửa hàng kinh doanh vắng tay nhờ các anh chị. Không có khách hàng chi trơn á. Sau khi chị viết là gì ạ? Khách hàng sao? Khách hàng tự động gõ cửa mua hàng. Rồi khách hàng đến với tôi nhiều đến nỗi mà tôi còn chưa có đủ thời gian để phục vụ nữa. Chỉ cứ viết xuống như vậy thôi hàng ngày các anh chị. Mà nó thành thật luôn. Phục vụ không hết. Phục vụ khách hàng từ sáng cho tới tối mà không hết luôn. Bao nhiêu anh chị cũng thích cái điều đó hả? Các anh chị nào kinh doanh, các anh chị có thích cái điều đó không? Thích thì mình hãy làm nha. Ai làm thì người đó có. Dạ chính xác rồi. Ai làm thì người đó có. Còn cái việc mà Phương hướng dẫn thì chỉ là hướng dẫn thôi. Phương làm thì Phương có. Phương làm mà các anh chị đâu. Trời ơi, ngày trước là sao? Dễ gì mà có khách hàng, ít lắm. Nhưng mà bây giờ hả, khách hàng là từ sáng cho tới tối là sao? Phải xếp hàng dài, phải đợi mình. Mà đôi khi cũng đợi cả mấy ngày nữa mới được Phương hỗ trợ. Tại vì sao? Đông quá, không có thời gian. Và ai cũng cần cái giá trị của mình, ai cũng cần mình hết á. Đó, nên các anh chị thấy là khi cái điều mà đầu tiên các anh chị phải ra quyết định trước đã.
Dạ chính xác rồi, chính xác ha. Nên là ngày hôm nay Phương hướng dẫn chung như anh chị nào mà chúng ta thực sự nghiêm túc thì chúng ta ứng dụng. Và cái quy trình buổi tối các anh chị viết cái gì có cái đó nha. Khi mà chúng ta đã huấn luyện cái con người bên trong của mình, khi chúng ta đã vào cái guồng rồi và chúng ta đưa mình vào cái năng lượng là trạng thái năng lượng, tần số năng lượng của người thành công á. Đó, thì chúng ta sẽ đạt được cái điều đó rất là dễ dàng luôn. Và tí nữa Phương cũng sẽ hướng dẫn cho anh chị một cách rất là chi tiết khi mà chúng ta làm cái cuốn sổ hình hoặc là làm cái bản tầm nhìn. Và Phương cũng đạt được khá nhiều là những cái thứ mà Phương đã dán lên trên cái bản tầm nhìn của mình chỉ cách đây một năm thôi. Rất là kinh khủng cả nhà, rất là vi diệu luôn. Đó, ok ha. Đó, đây là chúng ta cần phải làm ngay cho Phương cái bức tranh 30 ngày. Và bây giờ là bức tranh 6 tháng này. Bây giờ các anh chị nào đã làm bức tranh 6 tháng comment số 1. Các anh chị nào chưa có bức tranh 6 tháng comment số 2. Cho Phương hỏi ha. Bao nhiêu anh chị đã có bức tranh 6 tháng comment số 1, chưa có bức tranh 6 tháng comment số 2 nha. Một số anh chị là đã có, hầu hết các anh chị đều chưa có bức tranh 6 tháng. Nhiều anh chị sẽ hỏi Phương là Phương ơi, chị chưa bao giờ ứng dụng luật hấp dẫn cả, nên là chị muốn là chị ứng dụng một tháng trước đi. Khi mà chị đạt kết quả rồi chị có niềm tin chị sẽ làm bức tranh 6 tháng. Có anh chị nào nói câu đó không ạ? Rất là nhiều anh chị nói với Phương câu đó. Rất nhiều anh chị nói là gì? Tại vì chị chưa biết là chị ứng dụng có kết quả hay không, nên là chị không có làm bức tranh 6 tháng. Nhưng mà Phương kể cho anh chị nghe một cái câu chuyện. Ngay cả chính bản thân Phương, ngay cả chính bản thân Phương ha, ngày trước á, khi mà cái lúc mà Phương đang làm trung tâm tiếng Anh á, là cả nhà biết là khi đó mà sau khi mà Phương học cái chương trình 60 ngày, khi mà Phương khai phá được sức mạnh bên trong của mình rồi, Phương tự tin, Phương biết được cái giá trị của mình và Phương biết được mình giỏi cỡ nào, thì lúc đó là lương tháng giáo viên có 10 triệu à cả nhà. Lương tháng giáo viên là Phương dạy, mặc dù là Phương làm trung tâm tiếng Anh, nhưng mà các anh chị cái nguồn thu về nó chưa đầy được 50 triệu đâu. Chưa được 50 triệu, ba mấy triệu, bốn mấy triệu là cao rồi, chưa bao giờ được đạt 50 triệu. Đó là cái lúc mà mình làm trung tâm đó. Rồi sau khi trừ hết chi phí, trừ hết lương giáo viên, lương kế toán, rồi chi phí mặt bằng, rồi tùm lum hết, còn lại cho mình có 10 triệu thôi. 10 triệu là cũng ngon rồi đó nha. Mà các anh chị khi đó thì mình khao khát quá. Tại vì là mình cũng xảy ra nhiều cái sự cố trong tài chính. Và khi mà Phương biết tới câu lạc bộ, Phương thấy mọi người ứng dụng luật hấp dẫn sức mạnh tiềm thức, lúc đó là hoàn toàn mới với Phương. Lúc đó là Phương không có biết cái gì luật hấp dẫn sức mạnh tiềm thức cả. Nhưng mà tại vì Phương có cái đức tin, Phương tin lắm. Tại vì ngày trước giờ là Phương hay tin là khi mà Phương muốn cái gì là Phương đều có quý nhân phù trợ. Nên mà lúc mà Phương tới Phương tin cả nhà. Và lúc mà khi mà Phương làm quy trình xong, cả nhà biết Phương đặt cái bức tranh là bao nhiêu không? Bức tranh mục tiêu của Phương 6 tháng, Phương nói là Phương đặt trong vòng 6 tháng, đó là 200 triệu, 200 triệu lợi nhuận, là gấp tới 20 lần. Đó, thì lúc đó các anh chị biết là theo cái logic nha, theo cái logic thì ví dụ như lúc đó là Phương có khoảng hơn 100 học sinh, gần 120, 130 học sinh nha. Mà chi phí thu về sau lợi nhuận trừ sau cái đó là có 10 triệu thôi. Xong rồi cái mình mới lên kế hoạch này mình nói hơi bị gay nha, hơi bị căng. Nếu như mà muốn 200 triệu thì mình nghĩ đi, mình nhân lên tới 20 lần. Vậy thì bây giờ đang có số lượng học sinh là chỉ có là 120 học sinh. Vậy theo các anh chị cần bao nhiêu học sinh để đạt được cái con số lợi nhuận 200 triệu? Cần bao nhiêu học sinh ạ? Gấp 20 lần. Xong rồi cái Phương mới ngồi nha. Bất khả thi quá. Thấy là bất khả thi quá. Giống như các anh chị hiện tại đó. Bây giờ anh chị hiện tại lấy cái thu nhập của mình mà anh chị gấp lên 20 lần, thì anh chị thấy có bất khả thi không? Có thấy dễ để làm không? Các anh chị có thấy dễ để làm không ạ? Dễ hay là rất dễ? Các anh chị comment cho Phương. Bây hiện tại bây giờ này, anh chị lấy cái thu nhập hiện tại của anh chị mà nhân lên gấp 20 lần xem. Các anh chị có cảm thấy trong người mình, có thấy là nó dễ với mình không? Lúc đó với Phương lại nói, sao ta, lúc đó mình đang dùng ý thức mà, đang dùng ý thức mình nói,
12, 100 học sinh, 120 học sinh mà có 10 triệu tháng. Giờ mình muốn 200 triệu. Tại vì các anh chị ngày trước là khi mà Phương thành lập trung tâm tiếng Anh đó, thì cái khát vọng của Phương cũng lớn lắm. Tại vì Phương muốn là tạo ra một chuỗi hệ thống trung tâm. Và lúc đó là hay đọc những cái trang báo là những cái người mà khởi nghiệp trung tâm tiếng Anh đó tạo ra cái mức thu nhập là vài trăm triệu một tháng cả nhà. Là lúc đó mình ôm mộng, mình cũng khao khát cái con số đó, nhưng mà khi mình bước vào thì thật sự nó chưa dễ luôn. Không dễ cả nhà. Mình cứ thấy báo chí rồi người ta nói là người này khởi nghiệp thành công, người kia khởi nghiệp thành công. Khi mà mình bước vào rồi mình mới biết là đâu có dễ như mình ăn, đâu có dễ như mình tưởng đâu. Cũng cày quá trời là cày luôn cả nhà. Cày từ sáng cho tới khuya, ngày nào cũng như ngày nào mà các anh chị cày biết trong vòng gần 3 năm trời. Mà cũng đâu ra gì đâu. Đó, thì khi đó thì Phương nói là gì ạ? Lúc đó là Phương chỉ nói là chắc là mình cũng sẽ làm cái kế hoạch là mục tiêu của cái trung tâm tiếng Anh là từ 5 năm đến 7 năm để mà Phương đạt được cái lợi nhuận là 200 triệu lợi nhuận mỗi tháng. Đó, cái đó là lúc đó là trong theo logic là chưa biết tới câu lạc bộ, chưa biết tới luật hấp dẫn luôn. Chưa biết tới luật hấp dẫn luôn. Thì trong đầu Phương là nếu mà Phương phát triển trung tâm tiếng Anh thì chắc là thời gian là từ 5 đến 7 năm. À, sau đó thì sao ạ? Khi mà Phương biết tới luật hấp dẫn, khi mà bước chân vào câu lạc bộ, sao Phương thấy mọi người ai cũng thành công cả. Ai cũng sao đặt lên bức tranh gấp 3, gấp 5, rồi mọi người thậm chí gấp 10, 10 lần, 15 lần, vài chục lần. Xong Phương cũng khao khát cả nhà. Phương nói, ủa có cái điều đó thật hả? Tin luôn, Phương nói. Thời giờ cái câu mà Phương hay nói đó, thà tin, không tin không có gì cả. Tin lỡ giàu thì sao? Ngày đó, ngày nào Phương cũng nói cái câu đó. Tại vì tin, bây giờ tin ai? Tin vào mình. Tại sau đó Phương lên YouTube, Phương lên trên mạng, rồi Phương mua sách về, Phương đọc, Phương nói ồ sách viết quá trời, tất cả các tỷ phú đều viết những cái điều này, mà tại sao mình không biết ta? Tại sao mình không biết? Đó, sau đó thì bắt đầu Phương học cả nhà. Và cái tháng đó thì Phương đặt ra, Phương nói là trong vòng 6 tháng cho tới khi mà Phương bắt đầu một cái công việc kinh doanh mới, thì Phương đặt ra trong vòng 6 tháng thì Phương nói Phương sẽ đưa mình để kiếm được cái lợi nhuận 200 triệu một tháng. Nhưng mà các anh chị có biết là Phương làm bao lâu không ạ? Các anh chị có biết Phương thực hiện cái điều này trong vòng bao lâu? Tháng 2 năm 2021 là cái tháng mà Phương bước chân vào kinh doanh. Và sau khi Phương học xong rồi, bắt đầu Phương chuyển hướng, Phương bước chân vào kinh doanh. Và tới cuối tháng 4 năm 2021, Phương thực hiện được cái điều này. Cuối tháng 4 năm 2021, lần đầu tiên Phương chạm được cái cột mốc là Phương kiếm được 200 triệu lợi nhuận một tháng. Trời ơi, sốc kinh khủng. Sốc là sốc tích cực đó cả nhà. Sốc tích cực đó. Là lúc đó mình thấy, trời ơi, mình giỏi đến cỡ vậy mà mình đâu có biết. Mình không hề biết. Đó, nên các anh chị hiểu không ạ? Lúc đó là bức tranh 6 tháng đó. Bức tranh là Phương nói là trong vòng 6 tháng. Còn lại tất nhiên là mới vô thì các anh chị sẽ đi theo từng bước. Các anh chị sẽ phải là sao? Nhân gấp rưỡi thôi, bây giờ đặt mục tiêu là gấp rưỡi, gấp đôi thôi, để các anh chị có niềm tin. Còn nếu anh chị nào mà đã vào chương trình 60 ngày hay là chương trình doanh nhân, các anh chị lúc đó niềm tin của anh chị lớn rồi. Lúc đó anh chị đã có xu hướng, đã nắm được thông tin, xu hướng, tầm nhìn. Lúc đó anh chị đã cài tư duy rồi, anh chị có thể đặt nó lên cái con số lớn hơn. Con số lớn hơn. Đấy, nên là các anh chị sẽ hiểu như thế này. Bây giờ cho anh chị có mục tiêu một tháng là anh chị đang ở đây. Nếu như chúng ta hoàn thành xong một tháng rồi á, các anh chị không có một cái định hướng nào cả, cái tự nhiên cái tiềm thức của anh chị rẽ qua cái hướng này, đúng không ạ? Rồi tự nhiên đang đi xong rồi cái rẽ qua cái hướng này, sao mình cứ đi lòng quàng như vậy? Mình có một mục tiêu ở đây, mục tiêu một tháng ở đây và mục tiêu 6 tháng ở đây, thì nó chỉ có đi một cái con đường thẳng hướng tới thôi. Và đâu biết các anh chị thực hiện được cái mục tiêu 6 tháng trong vòng có thể tháng, 2 tháng, 3 tháng giống như Phương. Và rất là nhiều những cái anh chị trong câu lạc bộ, ngay cả họ đặt ra cái bức tranh là có được căn nhà mấy tỷ mà không biết làm sao họ vẫn đạt được bức tranh 6 tháng nha cả nhà. Anh chị sẽ, nếu mà anh chị nào mới hoặc là các anh chị mà đã đồng hành cùng với câu lạc bộ của mình, siêu truyền cảm hứng luôn. Phương là Phương để các anh chị kinh khủng, ứng dụng siêu đỉnh. Ứng dụng siêu đỉnh. Và có một lần là Phương cũng hỗ trợ cho cái chị đó ở dưới miền Tây á. Chị cũng đặt mục tiêu là lúc đó trong người chị là có 140 triệu, 140 triệu. Nhưng chị đặt mục tiêu là 6 tháng để chị sở hữu, chị mua được căn nhà 900 triệu. Mà cả nhà biết chị làm trong vòng bao lâu có căn nhà không?
Mới đặt tháng này thôi, tháng sang tháng sau là mua được căn nhà đó luôn. Nguồn lực về cả nhà, rất là nhiều nguồn lực về. Và chị ấy cầm trên tay cái sổ căn nhà mà chị ấy chụp qua cho Phương mà Phương nổi da gà luôn. Phương nói trời ơi sao kinh khủng vậy chị nói chị cũng không biết luôn á Phương ơi. Tự nhiên khi chị đặt ra thì bắt đầu nguồn lực tới, người này giúp người kia giúp, rồi có người này hỗ trợ người kia cho, rồi xong rồi tự nhiên sao mình sở hữu được cái căn nhà luôn, mà căn nhà yêu thích của mình nữa chứ đấy. Nên nếu như mà bây giờ các anh chị cứ làm, mà lỡ đâu các anh chị đâu có đợi tới 6 tháng, có thể là các anh chị phát triển nhanh, các anh chị ngộ nhanh, các anh chị hiểu nhanh thì sao ạ, 1, 2, 3 tháng, 4 tháng thì sao, thì chúng ta đạt được cái bức tranh 6 tháng, tại sao chúng ta không làm đó. Bao nhiêu anh chị đang hiểu cái câu chuyện Phương chia sẻ rồi và cảm thấy nó rất là tuyệt vời thì comment tuyệt vời cho Phương nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghiêm túc, cái hành trình này là của các anh chị đó. Phương chỉ có cái là do Phương đã đi rồi nên Phương có một ít kinh nghiệm mà Phương có thể chia sẻ lại cho các anh chị. Và các anh chị biết không, trong một hơn 2 năm vừa qua Phương cũng đã giúp rất là nhiều anh chị, họ cũng đã thực hiện những cái mục tiêu của họ một cách rất là ngoạn mục mà họ còn không biết lý do tại sao. Phương cũng nói đấy thì luật của vũ trụ mà, chị cứ làm đúng thôi rồi nó ra thôi, chứ không có cái phép thần thông gì quá mức ở đây đâu các anh chị. Phép màu là ở đây này các anh chị, phép màu ở đây này các anh chị ơi, chúng ta ghi xuống này, phép màu là từ bên trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta sáng tạo những cái điều chúng ta muốn bằng suy nghĩ và cảm xúc của mình. Ở ngoài kia không có cái phép màu gì đâu. Đây. Dạ, chính xác rồi. Đây, cái phép màu là ở bên trong tâm trí của mình. Mình tạo nó ra bên trong tâm trí. Sau khi mà các anh chị có bên trong tâm trí sau đó, rồi quý nhân, nguồn lực, cơ hội, mọi thứ nó mới tới để giúp cho anh chị đạt được cái điều anh chị mong muốn. Và nó không phải là như thế này này, các anh chị đừng hiểu lầm là mình cứ ngồi không rồi mình cứ hình dung tưởng tượng, mình cứ hình dung ra rồi mình viết xuống rồi mình chả làm cái gì cả và tự nhiên tiền nó tới. Dạ không có đâu ạ. Vũ trụ sẽ gửi cho anh chị nguồn lực thông qua con người, sự kiện, cơ hội. Và các anh chị là cái người phải nắm bắt cái nguồn lực đó và biến nó thành của mình. Dạ. Phương ví dụ như là các anh chị đang khao khát và vũ trụ đang gửi Phương tới các anh chị đang ngồi trước mặt anh chị đây. Đây là nguồn lực này, Phương là nguồn lực các anh chị. Phương hướng dẫn cho anh chị, Phương chỉ cho anh chị cái cách để anh chị biến cái mục tiêu của mình. Nhưng mà anh chị không có nắm thì ai làm cho mình đây? Ai làm cho mình được, đúng không ạ? Không có ai làm cho mình ngoài mình hết trơn á các anh chị. Đúng rồi. Nên là chúng ta còn phải là cái người tự tạo ra. Rồi, đó thì cái đó là cái việc mà các anh chị còn phải nắm được là cái việc mà mình đặt mục tiêu đó, nó rất quan trọng luôn. Nó rất quan trọng. Dạ đúng rồi. Rất quan trọng. Đó là bức tranh 30 ngày. Anh chị nào chưa có xem lại cái livestream, cái hướng dẫn của Phương hôm trước rất chi tiết luôn. Đó, rất chi tiết. Rồi bây giờ Phương hướng dẫn sơ qua bức tranh 6 tháng cho các anh chị nào chưa làm nè. Các chị mới vào ha. Bây giờ bức tranh 6 tháng các anh chị, chúng ta sẽ nốt ra một vài cái mà lưu ý trong bức tranh 6 tháng ha. Bức tranh 6 tháng đầu tiên là các anh chị sẽ bức tranh 6 tháng đầu tiên là chúng ta sẽ có lưu ý là bức tranh 6 tháng không phải là cái bức tranh ăn mừng nữa. Không phải là cái bức tranh tiền về nữa, mà là bức tranh đó là một cái khung cảnh mà chúng ta gọi là chúng ta vẽ ra trong tâm trí của mình, và cái ngày hôm đó là ngày ăn mừng thành công một cách có chủ đích. Đó. Thì ngày hôm đó là một cái ngày mà chúng ta tổ chức ra một cái bữa tiệc. Chúng ta mời bạn bè, gia đình hoặc là chỉ có gia đình ông bà ba mẹ mình, con cái mình sum vầy và chúng ta tổ chức một cái bữa tiệc để ăn mừng thành công trong 6 tháng vừa qua chúng ta đã những cái gì chúng ta đã đạt được. Các anh chị hiểu ý Phương không ạ? À? Chứ không phải bức tranh 30 ngày là ngày hôm đó là một cái ngày mình ở tại tại cái địa điểm đó, xong mình đang chơi vui vẻ hạnh phúc, xong tinh tinh tiền về mình vui mừng, mình vui sướng, đó là bức tranh 30 ngày. Nhưng bức tranh 6 tháng là bức tranh là mình tổ chức một bữa tiệc. Đó,
để ăn mừng những cái chiến thắng mình đã có được trong 6 tháng vừa qua. Và bức tranh 6 tháng thì mình sẽ có những cái này các anh chị. Đầu tiên, đó là tổng cái dòng lợi nhuận các anh chị có được từ trong vòng 6 tháng vừa qua. Phương ví dụ như là hôm nay là tháng 7, thì các anh chị đặt cho tới tháng 12 là 6 tháng đúng không ạ? Tới tháng 12 năm 30, tháng 12 năm 2022 là 6 tháng. Thì trong 6 tháng tiếp theo, các anh chị mong muốn cái con số dư trong tài khoản hoặc con số lợi nhuận mình tạo ra là bao nhiêu? Chúng ta đừng đặt quá khống, đừng có đặt to quá. Chúng ta phải xem nè, các anh chị xem nè. Ví dụ như là các anh chị sẽ đặt theo công thức SMART goal. Là ví dụ như bình thường là các anh chị đang thu nhập là bây giờ là 50 triệu. Hoặc là 20 triệu đi, con số là 20 triệu trung bình đi. Thì có phải tháng này là các anh chị đặt lên 40 triệu. Đúng không ạ? Đặt lên 40 triệu. Vậy thì cho 6 tháng sau, mỗi tháng mình gấp lên một lần. Thì các anh chị có thể đặt lên cho Phương cái con số là 5 lần, 10 lần. Vậy thôi. 5 lần hoặc 10 lần là hết cỡ rồi. Và các anh chị đừng có đặt lên. Nhưng mà tùy nha, tùy cái công việc của các anh chị. Phương không nói là các anh chị, ví dụ nhiều anh chị làm trong những cái lĩnh vực mà có thể tạo ra cái dòng tiền lớn, thì chúng ta có thể gấp cái con số lên rất là nhiều. Gấp con số lên nha. Còn lại nhiều anh chị là chỉ có đi làm cái mức lương là trước giờ chỉ có đang trung bình là khoảng 10 triệu, 20 triệu, thì chúng ta có thể gấp cái con số lên là ví dụ như 6 tháng tiếp theo các anh chị có thể kiếm được 500 triệu chẳng hạn. Các anh chị mong ước rằng là mình có được cái con số đó, là con số dư là mình cần phải có trong vòng 6 tháng đi, và chúng ta đặt mục tiêu. Các anh chị hiểu ý Phương không ạ? Bao nhiêu anh chị hiểu tới cái khúc này rồi thì comment tôi hiểu nha. Các anh chị nào không hiểu thì có thể hỏi tiếp. Đó, và tiếp theo, giống như Phương ngày xưa các anh chị, giống như Phương ngày xưa là Phương nói là 6 tháng tiếp theo thì Phương sẽ sở hữu là bao nhiêu cái khoản dư lợi nhuận là bao nhiêu. Và lúc đó các anh chị, lúc đó mình đặt mục tiêu nè, mình tạo ra cái dòng thu nhập trung bình hàng tháng lúc đó là bao nhiêu. Phương ví dụ như là các anh chị đang kiếm được 10 triệu, 20 triệu tháng, thì ít nhất trong 6 tháng sau các anh chị phải phát triển mình lên để mình đặt ra mình một cái con số là 50 triệu hoặc thậm chí là 100 triệu một tháng đi. Chúng ta hãy đặt như vậy để chúng ta đưa mình vào cái guồng phát triển và chúng ta có được những cái gọi là sao cơ hội mới để chúng ta phát triển. Các anh chị đừng có ngại mà chúng ta đặt cái mục tiêu, cái đó chỉ là cái mục tiêu để mình hướng tới mà. Đó, nên các anh chị cứ mạnh dạn đặt lên. Đừng có đặt quá khống là mình tạo ra 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ rồi tạo ra triệu đô trong vòng 6 tháng tới. Nếu như anh chị biết thông tin và phải là sao nằm trong cái cơ hội đó, thì các anh chị có thể tạo ra cái dòng tiền tỷ trong vòng 6 tháng tới. Ví dụ như anh chị nào học chuyên sâu trong chương trình 60 ngày hoặc chương trình doanh nhân, thì Chủ tịch Trịnh Huy phân tích và hướng dẫn các anh chị để tạo ra doanh nghiệp. Và các anh chị có thể làm được cái điều đó. Trong vòng 6 tháng tới các anh chị vẫn có thể tạo ra tiền tỷ. Nhưng mà các anh chị phải thực sự là phải nghiêm túc. Phải thực sự là muốn hành động thì chúng ta mới đạt được cái level đó. Phương cũng vậy thôi anh chị. Phương cũng vậy. Phương nói các anh chị là cái bức tranh 6 tháng của Phương là đặt 200 triệu. Thực ra thì nó không phải tự nhiên mà tới đâu. Phương học các anh chị. Nguyên một tháng Tết năm 2021, tháng Giêng và tháng 2 năm 2021, Phương cày kinh khủng luôn các anh chị. Tại vì Phương muốn chuyển hướng mà. Lúc đó, trước đó Phương chỉ biết gì dạy thôi. Lúc đó Phương chỉ biết dạy tiếng Anh, Phương đâu biết làm gì. Kinh doanh không biết, đầu tư không biết. Và đã mất rất là nhiều tiền. Có nghĩa là đã làm tùm lum thứ, mất rất là nhiều tiền. Nên là lúc đó Phương học thôi. Nguyên cày nguyên một tháng Tết, Phương không đi chơi. Phương cày ở nhà, Phương cày chương trình bán hàng Chủ tịch Diễm. Phương cày cái chương trình mà đào tạo kinh doanh của Chủ tịch Trịnh Huy. Phương cày cái chương trình doanh nhân chặn tay hóa vàng. Phương cày nát. Cho tới khi Phương rất là tự tin. Và tới tháng 2 là Phương bắt đầu vào kinh doanh. Thì lúc đó bởi vì Phương nắm được xu hướng, Phương nắm được chiến lược, và Phương cứ thế Phương đi thôi. Và Phương được hỗ trợ từng bước để Phương đi. Chiến lược có, tầm nhìn có, cơ hội có, thông tin có, và Phương đi.
Còn nếu như các anh chị mà mình vẫn chưa biết thì chúng ta cần phải định hướng là mình phải biết là à, mình làm cái gì. Đầu tiên là bước đầu tiên là chúng ta cứ lập ra trước đã. Sau đó bắt đầu các anh chị học và chúng ta sẽ định hướng dần dần để chúng ta đạt được tới cái điều đó. Được không ạ? Đó thì à, lúc đó nha 6 tháng rồi các anh chị đặt ra cho mình một cái mục tiêu nữa là sở hữu tài sản. Đặt ra cho thêm cho mình cái mục tiêu 6 tháng sau mình mong muốn sở hữu cái tài sản là gì. À, có thể là các anh chị mong muốn là biết đâu đó đặt ra cái sở hữu một miếng đất, căn nhà, một cái tài sản gì đó bao nhiêu tiền nha, nhớ là cụ thể bao nhiêu tiền, tài sản đó bao nhiêu tiền đó. Và Vương cũng làm y chang các chị, bức tranh của Vương là sao, 6 tháng là kiếm được cái mức lợi nhuận trung bình là 200 triệu và sở hữu tài sản cho mình. Thì trong vòng 2 tháng mình làm được, sau đó thì bắt đầu sử dụng cái dòng tiền đó để gia tăng tài sản luôn. Và lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong đời sau 6 năm đi làm cặm cụi chưa bao giờ sở hữu cho mình cái tài sản nào hết. Và khi mà mình học xong mình biết là à, học xong mình kiếm được 200 triệu, mình chỉ trích ra một phần nhỏ để mình tiêu thôi. Y chang công thức của chủ tịch Trịnh Huy phân tích nha. Lúc đó là Phương trích ra tới 90% để mà bắt đầu gia tăng tài sản và Phương biết sử dụng thêm đòn bẩy và sở hữu tài sản cho mình. Sau đó thì sao ạ? Mình đâu có lo thiếu tiền bởi vì mình tiếp tục kinh doanh, mình tạo ra dòng tiền thì mình vẫn có dòng tiền để mình xài, chứ mình không có xài hết đâu. Các anh chị để phát là các anh chị tạo ra mà, anh chị để hết, để mà xài, xài hết liền, ngay và liền luôn. Nên là mỗi tháng các anh chị cái số tiền mà Phương tạo ra, Phương chỉ xài đúng 10 đến 20% thôi. Còn lại 80 đến 90% là Phương gia tăng tài sản. Phương gia tăng tài sản. Ok chị. Chị anh Thoại hả? Bức tranh tháng 5 là 25.000 đô tiền gia đình cho. Ui, chủ giàu quá vậy chị. Tháng 6 chị đặt 30.000 đô nhưng không đạt. À. Dạ. Ok chị Thoại. Là sao? Ý là ví dụ như chị đã đạt được bức tranh tháng 5 đúng không? Bức tranh tháng 5 là chị đạt được là cái nguồn lực là gia đình, gọi là gia đình, gọi là tiềm thức hút là gia đình mang tiền về cho. Nhưng mà tới tháng 6 thì chưa có đạt được mục tiêu. Thì có nghĩa cái điều đó nó có nghĩa là như thế này nè. Khi mà các anh chị đặt ra mục tiêu á, tháng đầu tiên 30 ngày. Đơn giản lắm. Tiềm thức sẽ bắt đầu đi lục tìm những cái nguồn lực xung quanh gần nhất của chúng ta mang tiền về cho mình. Mang tiền về cho mình các anh chị. Có thể là tiền nè, các anh chị biết là tiền từ gia đình mình, từ ba mẹ, chồng của mình đi mang tiền về cho mình. Đó rồi cái người này cho mình, người kia cho mình, người này tặng quà mình, người kia tặng quà mình. Nhưng các anh chị biết mà, nguồn lực xài miết rồi cũng hết. Đó các anh chị, nguồn lực xài xài riết rồi cũng hết, các anh chị hiểu không ạ? Nên đó lý do tại sao chúng ta cần phải phát triển lên các anh chị. Chúng ta phát triển cái tư duy của mình, mở rộng mối quan hệ, mở rộng cái tầm nhìn để mình có thể là gì á, nắm bắt những cái cơ hội mới, những cái mối quan hệ mới. Đúng rồi, chính xác rồi. Chứ giờ mà các anh chị nghĩ là một cái người á, họ giống như nhiều người họ ứng dụng luật hấp dẫn ngoài kia, họ không có phát triển tư duy á, họ đặt cái họ đạt được liền. Nhưng mà lần tháng sau họ không đạt được nữa. Bởi vì họ không phát triển. Và cái khả năng đón nhận của họ cả nhà, có nghĩa cái nhịp kế bên trong tâm thức của họ và cái khả năng đón nhận của họ, họ đâu có mở rộng nó ra đâu. Nên là cái nguồn tiền nó không thể về tiếp được. Nó về nhưng nó cũng bằng mọi cách là nó đi vậy. Bằng mọi cách nó đi. Nên là chúng ta chỉ nhận được những cái gì mà chúng ta đã sẵn sàng ở bên trong. Cái phần này Phương phân tích rất là cụ thể. Nên đó là cái hành trình mà các anh chị cần phải hiểu là chúng ta cần có cái hành trình mở rộng cái sự đón nhận của mình ra. Đó. Nên là đối với chị Anh Thoại không sao cả. Không sao cả là chị vẫn tiếp tục phát triển lên. Và chị đặt cái bức tranh là bình thường cái thu nhập của chị như thế nào. Và chúng ta lại đặt lên gấp đôi tiếp nha chị Anh Thoại. Bình thường thu nhập của chị như vậy và chị đặt lên gấp đôi. Đó rất là tuyệt vời rồi. Cái điều đó rất tuyệt vời nha. Bác Thợ Sơn hồi có học trò à? Dạ, ok. Đó, Phương ví dụ như thế này nè. Phương vẫn có những tháng không đạt được mục tiêu nha cả nhà.
không phải là tháng nào Phương là không phải là cái gì mà cao siêu lắm đâu. Phương không phải là tháng nào Phương đặt ra là Phương đạt được hết đâu cả nhà. Có những tháng Phương vẫn chưa đạt được mục tiêu. Và điều đó có nghĩa là Phương không có buồn, Phương không có nói là mình không ứng dụng có kết quả. Điều đó Phương hiểu được là mình còn phải phát triển và lớn hơn nữa. Các anh chị, ôi ôi, cả nhà ơi, cả nhà có biết cái điều gì không ạ? Khi mà tháng 4 Phương đạt được một cái mục tiêu của Phương, bức tranh 30 ngày Phương đạt được. Cái tháng 5 là Phương vẫn tiếp tục, Phương vẫn đạt nha. Nhưng mà tới tháng 6 Phương lơ là, Phương không học. Phương lười, Phương không học đều đặn chuỗi 30 ngày của Chủ tịch Trịnh Huy. Không thèm dung sáng thì bữa vô bữa không cả nhà. Đó, tại vì bắt đầu mình lại, mình nghĩ mình biết rồi. Mấy cái kiến thức mình học rồi á, xong rồi cái mình nghe lại cái bắt đầu trong tâm trí mình nói, à cái này tôi biết rồi. Cái tôi lớn lên cả nhà. Các anh chị nè, khi mà mình thành công á, nếu như chúng ta không mài dũa thì cái tôi của mình rất dễ lớn lên. Và khi các anh chị lớn lên như vậy, hậu quả là gì? Tháng 6, tháng 7 là Phương không hề có một cái nguồn tiền nào về luôn. Không có tiền luôn cả nhà. Không có một đồng tiền nào về luôn. Trong khi là chạy kinh doanh đó, chạy doanh nghiệp đó. Oh my god. Trời ơi, cái Phương là Phương nói, Phương đang làm cái gì đây? Phương nghĩ là Phương biết hết rồi hả? Dạ không. Nếu như một cái cây không phát triển thì nó đang lụi tàn. Có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng phải phát triển hết á. Và sau đó tháng 8 là cái tháng mà Phương lấy lại phong độ. Và cái việc mà lấy lại giống như cái toa tàu mà khởi động lại cả nhà. En. Nó chậm lắm. Thà như các anh chị đã đạt được mục tiêu rồi, chúng ta lấy cái đà đó chúng ta chạy luôn. Chúng ta tiếp tục học tập phát triển mạnh hơn nữa và chúng ta chạy nhanh luôn. Còn giờ mà các anh chị chỉ nghĩ là mình biết rồi, cái mình không học nữa, rất là phí thời gian. Các anh chị, rất phí thời gian luôn. Dạ chính xác rồi. Đó lý do tại sao mà chúng ta cần phải lớn lên mỗi ngày. Đó, chính xác luôn. Có rất là nhiều anh chị là sao khi mà tập trung học là đạt mục tiêu nhưng mà lơ là cái là không đạt nữa. Thì cái đó, điều đó không phải là luật hấp dẫn không vận hành. Không phải là sức mạnh tiềm thức các anh chị không vận hành. Mà do các anh chị bên trong chưa đủ lớn để mà đón nhận những cái kết quả lớn hơn. Đúng rồi. Đó, nên là cái tháng nào á Phương làm thì làm hết trách nhiệm nha. Phương vẫn học, vẫn phát triển. Nhưng mà nếu mà cái mục tiêu Phương đặt ra, Phương ví dụ như là trong tháng 5 đi, Phương đặt ra cái mục tiêu là lợi nhuận lúc đó là sao? Phương chỉ đặt cái mục tiêu doanh nghiệp của mình, tiền về doanh nghiệp của mình là lúc đó là gần 700 triệu. Gần 700 triệu. Nhưng mà cái tháng đó, cái tháng 5 là cái tháng mà Phương tổng kết tiền về hơn 1 tỷ 2. 1 tỷ 2. Thì các anh chị biết là nó phát triển lên mà tới gần gấp 2 lần. Gấp 2 lần luôn. Và cái còn những cái mục tiêu khác là gấp 3, thậm chí gấp 3 lần. Thì các anh chị biết là trong cái giai đoạn tháng 5, Phương tập trung kinh khủng. Phương tập trung lắm cả nhà. Tập trung cao độ luôn. Nhưng mà cái mục tiêu đó trong tháng 4 Phương không đạt được nha. Cũng cái mục tiêu đó luôn, Phương lặp lại y chang một cái mục tiêu đó, nhưng tháng 4 Phương không đạt được. Tháng 4 còn một tí nữa thôi Phương đạt. Nhưng mà sao ạ? Mọi người cứ tiếc cho Phương. Mọi người nói Phương cố tí nữa là đạt được. Nhưng mà bên trong Phương hiểu rằng Phương vẫn đang còn phải lớn lên. Và nếu như mà đủ lớn bên trong tự nhiên có kết quả. Tới tháng 5 cả nhà. Tới tháng 6 chứ quên. Tháng 6, tới ngày 15 thôi đạt luôn bức tranh mục tiêu luôn. Ngày 15. Đó, nên các anh chị hiểu là nếu như các anh chị tiếp tục phát triển mà bên trong các anh chị đủ lớn và đủ khả năng đón nhận cái mục tiêu đó, nó đến rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nên là chúng ta đừng có lo là à mình mới vô, mình không có, mình mới học rồi mình không có đạt mục tiêu rồi bây giờ làm sao đây? Dạ. Các anh chị còn có thời gian đó. Nên có nhiều anh chị vô tháng đầu tiên đạt luôn. Tại vì các anh chị rất tập trung và các anh chị cực kỳ khao khát. Và anh chị đang cái phát triển mạnh. Còn có nhiều anh chị là qua cái mục tiêu của các anh chị có thể qua ngày, qua một tuần, hai tuần mới đạt được. Đó, hoặc là có nhiều anh chị là qua tháng thứ hai mới đạt được. Các anh chị hiểu ý Phương không ạ? Tùy cái sự phát triển ở bên trong các anh chị nha. Đó, và giống như ngày trước mà mình bị cài đặt quá, những cái niềm tin nó quá cũ kỹ rồi, nó nặng quá đó. Niềm tin mà nó không hỗ trợ cho sự thành công của mình đó, nó nhiều quá. Và chúng ta cần phải có thời gian để cho chúng ta trao dồi lại những cái niềm tin mới, niềm tin đúng,
hỗ trợ cho cái sự thành công của mình, nên nó cần có một chút thời gian. Đó, tất cả các anh chị đều rất giỏi, hai cũng giỏi và tiềm thức các anh chị cực kỳ giỏi luôn. Và cái việc mà chúng ta chưa đạt được mục tiêu, nó không nói lên cái điều gì cả. Nó không nói lên điều gì cả. Nó chỉ nói lên là sao ạ? Chúng ta cần thêm một chút thời gian nữa để chúng ta lớn, đủ lớn, ngang bằng với cái giá trị của cái mục tiêu chúng ta mong muốn. Đó. Các chị biết không ạ? Trong vòng một năm, tức là từ tháng 2 năm 2021 cho tới tháng 12 năm 2021, một năm, đúng không ạ? Gần một năm, nó không bằng một phần của cái 6 tháng vừa rồi Phương phát triển nha. Từ tháng 1 năm 2022 và tới tháng 6 năm 2022, cái mức độ tăng trưởng của Phương á, nó nhân lên gấp mấy chục lần. Tại vì trong cái năm đầu tiên á cả nhà, là mình chưa có thực sự là mình tập trung, rồi mình cứ năng lượng lên năng lượng xuống, lúc học lúc không, rồi lúc thì hào hứng phấn khởi, lúc thì mình cũng biết được mình nên làm cái gì. Cái lúc mà mình cũng bị tiếng nói nhỏ, rồi mình cũng bị người này người kia nói, có nghĩa là trong cái năm đó là cái năm mà giai đoạn trường kỳ. Mà các anh chị, khi mà các anh chị nghe cái câu là gì ạ, nếu mà các anh chị kinh doanh á, mà các anh chị vượt qua năm đầu tiên là cái năm thứ hai các anh chị cực kỳ lớn. 6 tháng vừa rồi khi mà Phương ngồi tổng kết lại với các chủ tịch, trời, mình phát triển không ngờ, phát triển như vũ bão các anh chị. Gọi là sao ở quy mô kinh doanh đó, lợi nhuận doanh thu tăng kinh khủng luôn. Nên là các anh chị sẽ hiểu được đó là cái hành trình khi mà mình thấy bên trong mình đủ cái giá trị và đủ lớn đó. Anh chị đã hiểu tới cái phần này của Phương chưa ạ? Phương hình như Phương hơi đi xa xa rồi. Phần này ok ha, ok ha, ok không anh chị? Hiểu, đúng không ạ? Nên anh chị không thắc mắc là tháng này sao mình chưa đạt mục tiêu, dạ tháng sau không sao cả, anh chị tiếp tục nha. Tiếp tục ha. Dạ rồi, ok ha. Vậy thì đó là cái bức tranh 6 tháng là chúng ta gồm có bao nhiêu yếu tố vậy nha? Bao nhiêu yếu tố trong bức tranh 6 tháng? Đầu tiên là tổng cái dòng lợi nhuận. Dạ đúng rồi, tổng dòng lợi nhuận trong vòng 6 tháng qua chúng ta đạt được. Cái thứ hai là cái mức thu nhập trung bình hàng tháng lúc đó mình mong muốn là bao nhiêu. Và cái thứ ba là cái tài sản mình muốn sở hữu trong vòng 6 tháng tiếp theo là bao nhiêu. Tùy theo các anh chị nha. Và nếu anh chị nào vẫn đang còn chưa có biết cái nào tốt nhất cho mình thì các anh chị nhắn cho chữ nhóm. Tại các anh chị, mỗi anh chị sẽ có một cái trường hợp khác nhau, nên là tùy để mà Phương hướng dẫn nha. Các anh chị có thể đặt cho mình mục tiêu sở hữu một miếng đất, một căn nhà, một cái tài sản nào đó riêng đứng tên của mình. Nhớ nha, tài sản của mình. Đúng rồi, tài sản của mình ha. Rồi, ok ha. Đó, thì khi đó các anh chị làm bức tranh 6 tháng này là chúng ta cũng mô tả một cái bức tranh. Đó, hôm nay ngày bao nhiêu đó, ví dụ như chúng ta đặt tới ngày 30 tháng 12 năm 2022 thì chúng ta sẽ nói là hôm nay là ngày một cái ngày vô cùng tuyệt vời đó. Ngày 30 tháng 12 năm 2022. Giờ đây, bây giờ là lúc mấy giờ? Sáng, trưa, tối. Và các anh chị đang ở đâu? Đó, cùng với ai? Có mẫu bức tranh 6 tháng đó các anh chị. Có mẫu bức tranh 6 tháng đó các anh chị sẽ phương lược qua, sơ qua thôi ha. Lược sơ qua để các anh chị nắm được chúng ta đang ở đâu, cùng với ai. Và ngày hôm nay là một cái ngày rất là tuyệt vời, và mình đã đạt được những cái gì rồi. Các anh chị có thể kể luôn ra đầu cái bức tranh là mình đã rất là hạnh phúc, sung sướng như thế nào khi mà mình đạt được những cái kết quả như vậy. Và ngày hôm nay thì có cái sự đoàn tụ của tất cả gia đình của mình, và mọi người đang trong bộ quần áo váy viết như thế nào, giống như là các anh chị mô tả một cái bữa tiệc vậy. Thì mình phải ăn mặc lộng lẫy lên, đẹp lên, mô tả cụ thể chi tiết là anh chị mặc cái đồ gì, và những cái người thân xung quanh các anh chị đang mặc cái đồ gì đó, giúp anh chị hình dung tưởng tượng đó là một cái bữa tiệc. Đó, sau đó thì sao hả, mọi người, các anh chị ăn cái gì, uống cái gì, mô tả chi tiết thôi nha. Sau đó thì anh chị cảm thấy như thế nào, và những ai chúc mừng anh chị những câu gì. Anh chị ok cái phần này không ạ? Hiểu cái phần này không ạ? Các anh chị nào có thắc mắc gì trong cái phần này không?
Ok thì ok hết thì comment ok nha. Comment yes cũng được. Còn anh chị nào mà chưa hiểu cái phần nào thì chúng ta vẫn có thể để câu hỏi lên là Phương hỗ trợ ha. Rồi, các anh chị ok hết. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ viết ra cho mình cái bức tranh đó. Các anh chị muốn mẫu thì chúng ta nhắn cho trưởng nhóm của mình để gửi cho mình cái mẫu. Và sau đó chúng ta làm bài thôi miên. Làm bài thôi miên cho bức tranh 6 tháng. Bài thôi miên cho bức tranh 6 tháng thì chúng ta thường xuyên nghe ít nhất một lần một ngày. Và để ok thì các anh chị nghe sáng và tối bức tranh 6 tháng. Bức tranh 30 ngày chúng ta có thể nghe trong ngày, chúng ta nghe giữa giờ, chúng ta nghe. Dạ đúng rồi chị Ngọc Ánh. Có nghĩa là chị làm bức tranh 30 ngày nó cũng tương bức tranh 6 tháng nó cũng tương tự như cái việc mà mình mô tả cái khung cảnh trong bức tranh 30 ngày. Nhưng mà bức tranh 6 tháng là bức tranh ăn mừng thành công, một cái bữa tiệc để chúng ta tổ chức ra chúng ta ăn mừng thành công. Và ngày hôm đó có những người người thân của mình và họ chúc mừng mình. Họ chúc mừng mình ha. Và các anh chị sẽ lưu ý là nếu như mà chúng ta cũng mong muốn là những cái mối quan hệ của mình á tốt đẹp á, những cái người nào mà chúng ta mong muốn được chữa lành mối quan hệ thì chúng ta hãy gắn vô luôn cái bức tranh đó. Cả bức tranh 30 ngày và 6 tháng thì mình hãy gắn họ vô trong đó. Và mình thể hiện cái tình yêu, cái sự hòa hợp, cái sự hạnh phúc ở trong đó luôn. Và cài nó vào bức tranh để chúng ta nghe mỗi ngày. Ok không ạ? Ok không anh chị? Rồi, bao nhiêu anh chị đã rất là hiểu cái phần này rồi. Và sau ngày hôm nay chúng ta sẽ có cho mình cái bức tranh 6 tháng và bài thôi miên. Thì comment tôi cho Phương nha. Đó, các anh chị làm thì các anh chị có nha, chứ Phương không có được cái gì đâu, mọi người cũng không ai được gì đâu. Nên các anh chị không làm thì không có thế thôi. Mà tin đi các anh chị, trời ơi, không tin phí cả hết một cuộc đời các anh chị. Đúng rồi, ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển hướng sang. Nếu mà anh chị nào còn sửa thì nhắn cho bạn của mình, nhắn cho anh chị nào đang được Phương hỗ trợ thì nhắn qua cho Phương, chụp qua cho Phương sửa dùm cho. Còn các anh chị nào mà đang đó, ok chị. Đó, anh chị nào mà đang gọi là chưa biết làm cụ thể như thế nào thì có thể nhắn cho người hỗ trợ của mình để có hướng dẫn nha. Và các anh chị lưu ý này, bức tranh 6 tháng á, cái phần dạo đầu của nó các anh chị cũng rất là tuyệt vời khi mà chúng ta đưa những cái gọi là cái phẩm chất mà mình muốn trở thành vào cái bài thôi miên luôn. Đó, đưa những cái phẩm chất mình muốn nha. Chị Hồng Ngọc, làm sao để đọc được giọng theta? Giọng theta thì chị Ngọc sẽ hiểu là giọng theta là cái giọng mà giống như chị chuẩn bị chị đi ngủ á. À, chuẩn bị chị đi ngủ xong đó chị nói như thế này. Thôi, lấy cho mẹ ly nước con ơi. Có nghĩa là sao, lúc đó là mệt rồi nói không nổi nữa nên là mình chỉ nói là cái giọng rất là nhẹ nhàng. Và các anh chị sẽ hiểu giọng theta là cái giọng mà các anh chị càng nghe là càng buồn ngủ, càng nghe là càng cảm thấy rất là dễ ngủ, thì đó là giọng theta. Còn ví dụ như là các anh chị đang ngủ và tự nhiên có người vô vắt nè, hoặc là các anh chị nói con của mình đó các anh chị, nói chung nó ảnh hưởng tới tiềm thức kinh khủng khi các anh chị sao muốn sáng sớm nó ngủ dậy á, hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ á, các anh chị cần phải nói những cái lời nhẹ nhàng và yêu thương với con, bởi vì tiềm thức của con vừa mới mở ra nó mơ lơ tơ mơ. Cái có nhiều anh chị cũng cũng như thế này nè, con dậy đi học đi, trời ngủ nướng được, trời la quá trời la các anh chị, rồi nói những cái câu là gì nói không có hay á, thành ra vào tiềm thức của con hết luôn, thương lắm. Tiềm thức của nó sẽ bị rất là bị ám thị những cái lời đó, và lớn lên nó có cái hành động y chang như vợ với chồng, với con, với lại với anh chị em của nó luôn. Ừ, đúng rồi. Nên là cái việc mà chúng ta hiểu được cái tiềm thức thì chúng ta sẽ biết cách để làm sao cho con mình phát triển một cách nó tốt nhất ha. Dạ. Đang nghe và ngủ thiếp đi vẫn ok. Dạ, ok chị Ngọc Ánh ha. Mình đang nghe thôi miên rồi, nghe thôi miên, bài thôi miên. Các anh chị làm bài thôi miên 6 tháng 10 phút thôi được rồi, 10 phút, 11 phút, ok. Đừng làm dài quá nha. Đó, và chúng ta hãy nhớ là đừng có để cho mình rơi vào trạng thái là quá kiệt sức khi mà mình lên giường. Tại vì mình nằm xuống cái mình nằm ngủ queo luôn,
là thôi, đâu có nghe cái gì đâu. Mình phải có thời gian là đó, bắt đầu thư giãn thì các anh chị ngồi thư giãn thả lỏng, sau đó chìm 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 chìm. Thì trong quá trình mình say say xưa mình bắt đầu đưa dần vào thì sao ạ? Thì bắt đầu là vật nó vào rất là nhẹ nhàng luôn. Và cho tới khi là mình đi ngủ thì ok, cái phần đó vẫn ok ha. Chị đọc hoài nó không như buồn ngủ được, nhưng không gắt lắm. Ok chị thôi chị đọc sao nó nhẹ nhàng thôi ha, chứ anh chị nào mà nghe bức tranh thôi miên mà không ngủ được là chưa đúng nha. Bức tranh thôi miên mà nghe xong mà không ngủ được là chưa phải là giọng theta. Bởi vì tiềm thức mình rất thích giọng theta luôn, mà nghe giọng theta là đi ngủ. Mà Phương nói là gì, cứ mà anh chị nào mà bị khó ngủ á, mất ngủ, bật cái nhạc theta với bật cái bài thôi miên lên, Phương nói ngủ ngủ tới bến luôn các anh chị. Ngủ tới bến luôn, ngủ không biết trời chăng mây gió luôn á. Dạ đúng rồi, mà giờ mà đọc bài thôi miên mà không ngủ được là mình xem lại coi phải là đủ để cái giọng theta chưa ha. Chính xác rồi đó chị, nghe bài thôi miên mà ngủ là rất là đúng rồi đó. Mình mới đọc thử cho trưởng nhóm nghe, trưởng nhóm giật mình. Cưng quá vậy. Rồi ok ha, rồi ok các anh chị. Dạ chị, chúng ta sẽ hiểu như thế này nè. Tiềm thức của mình á, trong cái giai đoạn là từ 10 phút đầu tiên, 10 phút đầu tiên khi mà chúng ta đi ngủ á, thì tiềm thức sẽ hoạt động. Có nghĩa là tiềm thức đang mở ra cái thời điểm đó. Mình có giai đoạn chuyển tiếp từ theta cho tới delta sóng não á. Chúng ta có bốn loại sóng não, gamma. Năm loại sóng não, gamma, rồi alpha, beta. Đó, rồi sóng não theta và sóng não delta. Delta là cái lúc mà chúng ta ngủ luôn. Ngủ sâu luôn, là tiềm thức với ý thức đóng luôn, không nghe gì nữa, không nhận thông tin gì nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ có giai đoạn chuyển tiếp từ sóng não theta là từ trạng thái mà thiêu, sau đó để chìm thẳng vào giấc ngủ sâu luôn là 10 phút. Các anh chị, não của mình ha, 10 phút. Nên là chúng ta, nếu mà trạng thái chúng ta bình thường, có nghĩa là khỏe mạnh đó, thì các anh chị sẽ nghe thôi miên rất tốt. Và các anh chị nghe thôi miên ok là cái phần đó là trong lúc mà chúng ta chuẩn bị đặt mình xuống, là chúng ta bắt đầu thư giãn, bắt đầu từ từ thả lỏng, cái bài chúng ta nghe cái chìm vào giấc ngủ là ok. Ừ. Ok ha. Rồi đúng rồi, tuyệt vời quá chị Hoàng Hương. Ok chị Thoa. Chị có hai mục tiêu, chị chia ra mỗi mục tiêu 3 tháng được không chủ tịch Phương? Chị Thuận, thì mình sẽ làm cái bảng. Chị có nghĩa là chị làm một bức tranh 6 tháng, chị làm tổng kết luôn nha. Tổng kết luôn, sau đó chúng ta sẽ chia ra mục tiêu, lên kế hoạch và ra mục tiêu được nha chị Thuận. Có nghĩa là chị sẽ chia bức tranh, là nó là một cái gọi là cái đích đến cuối cùng của mình. Còn để các anh chị thực hiện cái bức tranh đó, chúng ta có thể chia nhỏ ra thành nhiều cái mục tiêu, nhiều cái kế hoạch, có nghĩa là từng tháng, mỗi quý, mỗi tháng, để cho chúng ta thực hiện nó nha. Ừ, đúng rồi. Rồi ok ha. Rồi xong cái phần bức tranh 6 tháng được chưa cả nhà? Xong được chưa ạ? Xong rồi thì Phương sẽ dành ra khoảng đâu đó 10 phút, 15 phút nữa Phương sẽ hướng dẫn.